Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức dưới thời Tổng Trọng hoa thối đua nhau nở phần 1. Trong những người đứng đầu của Đảng Cộng sản, nhà cầm quyền ở Việt Nam thì ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là người chú trọng nhất đến công tác cán bộ, giao giảng cao giọng nhất về đòi hỏi phải làm gương của người lãnh đạo, dạy bảo nhiều nhất về chọn lọc, đề bạt quan chức trong bộ máy của nhà nước, hội họp nhiều nhất với các cơ quan tối cao của Đảng bộ, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và ban hành dồn dập nhất những quyết định, chỉ thị, quy định về đội ngũ quan chức lãnh đạo cộng sản của nhà nước. Viết sách giảng dạy về phương pháp chống tham nhũng, nhưng tham nhũng thì lại bùng lên mạnh nhất dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, việc chạy chức, chạy quyền được Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng xăm soi nhiều nhất. Cảnh báo nghiêm khắc nhất, răn đe mạnh nhất. Hai kỳ đại hội đảng gần đây, ông Trọng đều là trưởng ban nhân sự, rà soát từng người khi đưa vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Nhưng hãy nhìn nhận việc đề bạt quan chức cấp quốc gia của đảng sẽ nhận ra ngay một cội nguồn của chạy chức, chạy quyền, nhận ra đâu là nơi chạy chức một cách ngang nhiên, công khai, ồ ạt và bất tận. Bỏ qua việc chính ông đảng trưởng đang giáo diết yêu cầu làm gương của người lãnh đạo, khắt khe đòi hỏi thực hiện nghiêm những quy định về công tác cán bộ của đảng, nhưng chính ông lại là người nêu gương xấu, đi chiếm giữ chiếc ghế hàng đầu của đảng tới 3 nhiệm kỳ liên tiếp, bất chấp điều lệ đảng cấm điều đó. Cho dù điều lệ đảng là quy định có tính nguyên tắc, là luật lệ cao nhất mà Đảng Cộng sản đã đề ra, nhưng ông cũng không thèm thực hiện. Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 1 năm 2011, khi đó đưa Nguyễn Phú Trọng lên vị trí người đứng đầu của đảng với chức danh là Tổng Bí thư. Lúc đó ông đã 67 tuổi, theo điều lệ đảng tại chương 3 điều 17 quy định rằng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên ông Trọng lại cầm quyền đến 3 nhiệm kỳ liên tiếp suốt từ năm 2011 cho đến nay. Trong 3 nhiệm kỳ này, đội ngũ quan chức cấp quốc gia, những người quyết định vận mệnh và suy mệnh của đất nước, quyết định bộ mặt xã hội và đời sống của người dân lại bộc lộ ra là một đội ngũ quan chức tồi tệ nhất, yếu kém nhất, hư hỏng nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại cho nhà nước, gây tội ác với nhân dân lớn nhất. Chính họ đã đưa đất nước rơi vào những bất bại, khó khăn, nghiêm trọng, đẩy người dân vào cuộc sống khốn cùng, phải nhận những mất mát bi thảm đến mức mất đến hàng chục ngàn mạng sống của người dân trong đại dịch Covid-19 vì cách làm sai của các quan chức trong đảng. Dưới thời ông Trọng, sự bất nhân của quan chức kinh khủng hơn trước đây rất nhiều, mà chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Quyền lực quốc gia ăn chia với tư bản hoang dã, làm giàu bằng tài nguyên đất đai, đẩy người dân vào cuộc đời đau thương và cuộc sống cùng quẫn. Thậm chí họ còn đẩy nhiều dân oan vào thân phận tù tội diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam, từ Văn Giang đến Hưng Yên, Dương Nội, Đồng Tâm ở Hà Nội đến Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Tư lệnh Cảnh sát biển bán biển cho đường dây buôn lậu, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo lãnh những gian thương buôn kit xét nghiệm dởm để mà chết người dân. Rồi chính quyền địa phương lại cưỡng bức dân, buộc người dân phải đi ngoáy mũi lại bằng mũi kit xét nghiệm dởm của gian thương, cộng thêm chính sách phong tỏa cực đoan khiến đại dịch Covid bùng phát, giết chết hơn 40.000 người dân trong cả nước. Thật là tai hại. Cả hệ thống quyền lực tổ chức những chuyến bay hút máu của người dân núp dưới cái tên mỹ miều lừa bịp là chuyến bay giải cứu. Nhưng cuối cùng, người dân đã phải trả những giá tiền rất lớn để được bay về nước. Quan chức thì thi nhau đút túi. Những vụ việc ghê tởm, bẩn thỉu, nhục nhã này diễn ra dồn dập trên khắp đất nước đã phơi bày bộ mặt thấp hèn, bất lương, độc ác không còn chút tính người của đám quan chức quốc gia dưới triều đại của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời ông Trọng nắm quyền, hoa thối thì đua nhau nở rộ. Hãy nhìn xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng với cái tên là chiến lược dịch đốt lò đã thấy đằng sau nó là những gì. Đó là một rừng quan tham đua nhau nở rộ. Đó là một rừng nhóm lợi ích cấu kết với nhau để mà trục lợi từ nhân dân. Trước đây lừa đảo ngàn tỷ đã là quá, nay lừa đảo đến 30 vạn tỷ đồng,
quan chức thì ăn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, ngày một nhiều. Đấy mới thực sự là dấu ấn của Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin chạy chức dưới thời Tổng Trọng, hoa thối đua nhau nở rộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính biến nền kinh tế từ bại thành nát, Võ Văn Thưởng K7K phát triển bền vững. Chưa đầy 5% doanh nghiệp có tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận. Đó là tựa đề bài báo được một tờ báo nổi tiếng trong nước đăng tin. Được biết, trong năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận sự giảm sút về đơn hàng, doanh thu, lợi nhuận rất rõ rệt so với những năm trước đó. Kết quả điều hành nền kinh tế của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thật tệ hại. Vào năm 2023 đã sắp qua, nhưng xem ra nền kinh tế Việt Nam rất ảm đạm. Doanh nghiệp trong nước thì khốn đốn, các kênh huy động vốn như ngân hàng, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu thì vô cùng bất an cho nhà đầu tư. Rất nhiều người đã bị mất tiền với việc đầu tư này. Mới đây, cơ quan điều tra thông báo một kết quả làm chấn động xã hội. Đó là bà Trương Mỹ Lan thông qua ngân hàng SCB trong hệ sinh thái của mình đã hốt một lượng tiền khổng lồ tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay, mô hình dùng ngân hàng để lùa gà đang là ung nhọt cực lớn của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám khui tiếp hay chỉ khui đến đó là dừng? Năm ngoái, ung nhọt của thị trường cổ phiếu bị khui với vụ án Trịnh Văn Quyết FEC, thị trường trái phiếu bị khui với vụ án Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh và vụ án Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát. Thực chất vụ đổ bể của ngân hàng SCB đã diễn ra từ năm ngoái, nhưng năm nay Bộ Công an mới công bố. Ngân hàng chứng khoán bùng ra những ung nhọt rất lớn, xem như thị trường vốn của Việt Nam đang nhiễm căn bệnh hiểm nghèo nhưng không dám phẫu thuật. Bởi nếu phẫu thuật thì nền kinh tế từ bại thành liệt luôn. Ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra rất yếu kém, nhưng ông Tổng chẳng làm gì được. Thị trường vốn gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam được xây dựng trên ba chân trụ, đó là khối tư nhân, khối nhà nước và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, khối tư nhân chết như ngả dạ vì đói vốn, đói đơn hàng. Khối nhà nước lâu nay vẫn ăn bám là chính. Còn lại, nền kinh tế Việt Nam chỉ trông cậy vào nguồn vốn ngoại. Nền kinh tế tan nát, phố xá tiêu điều, hàng quán trả mặt bằng khắp nơi, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế cho năm nay dự tính khoảng 5,8%. Khối FDI chỉ chiếm có 3% số doanh nghiệp toàn quốc, nhưng tạo ra 19% GDP, cung cấp tới 35% việc làm và đóng góp cho xuất khẩu đến 74% tổng giá trị. Hầu hết những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ít chịu tác động xấu từ thị trường Việt Nam, nên họ vẫn tương đối ổn định và đang gánh GDP cho nền kinh tế của Việt Nam. Khối này đang cứu Đảng Cộng sản và giúp ông Thủ tướng khoác lác với toàn dân. Hiện nay, vì lợi ích của các nhóm ký sinh trong tập đoàn của nhà nước, mà quá trình chuyển đổi xanh đang rất chậm chạp. Vì nguyên nhân này mà các doanh nghiệp gia công của Việt Nam hiện nay đói đơn hàng, phải tinh giảm đến mức gần như giải thể toàn bộ. Chỉ khi điều kiện chuyển đổi xanh của phương Tây áp đặt lên hàng hóa xuất khẩu, đập cho các doanh nghiệp Việt Nam tan nát, thì chính phủ mới hô hào về việc chuyển đổi xanh và nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản cũng chỉ giỏi hô hào và hội họp là chính, còn thực hiện thì rất tệ. Để nền kinh tế tan nát như thế này là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính, chứ không phải ai khác cả, vì ông là người đứng đầu chính phủ, chịu trách nhiệm về điều hành kinh tế đất nước. Ông Võ Văn Thưởng, K7K phát triển bền vững. Từ lâu, Đảng Cộng sản chỉ giỏi hô khẩu hiệu, ồn ào, còn làm kinh tế thì chẳng ra gì. Nền kinh tế của Việt Nam đang đi từ bại đến xuội và công cuộc chuyển đổi xanh đang rất chậm trễ, nếu không muốn nói là thất bại.
Vậy mà ông Võ Văn Thưởng vẫn chém gió tại hội nghị APEC rằng Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững luôn đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Nói là quyền của kẻ khoác lác, tin hay không là quyền của người nghe. Muôn đời Đảng Cộng sản vẫn như thế, chỉ khoác lác mà chẳng làm được gì cho dân, cho nước. Nâng cao mối quan hệ với Mỹ mà để cho tập đoàn Intel từ chối đầu tư thêm và chuyển hướng sang Ba Lan là một thất bại ê chề của chính phủ. Lẽ ra ông Võ Văn Thưởng phải lấy điều này làm nỗi nhục thì ông lại bám vào cái khẩu hiệu để tự bạo hào về giá trị ảo, với cách lãnh đạo không dám nhìn thẳng vào sự thật, thì mãi mãi đất nước này không ngóc đầu lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin ngày hôm nay: Thủ tướng biến nền kinh tế từ bại thành sụi, Võ Văn Thưởng K7K phát triển bền vững. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.